Năm nay, bà Nhàn ở phường Nghĩa Nam, thành phố Hưng Yên mở lớp học miễn phí dạy trẻ cách gói bánh chưng từ khâu chuẩn bị, các nguyên liệu làm bánh và cách luộc làm sao cho bánh ngon, dền đẹp. Nhà cháu không có ai gọi là biết gói bánh chưng cả, mà bà lại mở một lớp miễn phí như này, bà đã tốn cả thời gian lẫn cả công sức của mình để giúp cho bọn cháu biết gói bánh chưng thì cháu thấy rất là vui và rất là cảm động. Lúc trước cháu không có nhiều cảm xúc về Tết, kiểu là đi học là được nghỉ ở nhà chơi. Bây giờ nếu mà được trải nghiệm này thì có nhiều cảm xúc hơn và có nhiều ấn tượng hơn về phong tục gói bánh chưng của ngày Tết. Làm là một phần nhưng cũng muốn truyền đạt lại cho các cháu để cho nó biết được cái phong tục rồi cái cách làm. Các cháu nó đến đây nó học nó cũng phấn khởi, cũng thích, cũng ham mê. Thế cho nên là người học cũng ham mê mà người hướng dẫn thì cũng nhiệt tình nên là cũng phấn khởi. Giúp con trẻ có cơ hội được tự làm, tự trải nghiệm, tự cảm nhận chính là cách hiệu quả nhất để các em thêm hiểu, trân trọng, yêu quý văn hóa truyền thống của dân tộc, đặc biệt là trong những ngày Tết.